Ok, xin chào. Xin chào cả mọi người nhá. Hello. Chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam nhá. Mình là Mèo này, mình sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat. Và mình cũng sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi trò chơi này. Và cũng khó khăn các bạn gặp phải cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Ok. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là chủ nhật và đã hơn một tuần rồi, một tuần một ngày mình chưa ra video cho các bạn. Mình xin lỗi tại vì do mình phải học, mình thi mà rồi ạ. Mình vừa mới thi hôm qua xong. Kết quả thì thực sự là không tốt và mình đang khá là buồn. Thời gian mình có thể làm video từ hôm qua nhưng mà kiểu thi xong kiểu kết quả không tốt ấy. Mình thấy mình làm không hề tốt tí nào cả. Xong rồi nói chung là mình lo trượt quá. Nói chung là nó không có tinh thần quay video hôm qua. Hôm nay thì thực ra thì sau khi mà mình được khá nhiều bạn bè an ủi thì cũng nói chung là thì cũng kiểu đỡ đỡ hơn. Nói chung là vẫn buồn nhưng mà thôi kệ. Mình nghĩ là mình đã làm hết sức của mình rồi, cho nên là không sao. Mình đã dành hơn một tuần không làm video để chỉ tập trung vào mỗi học thôi rồi ạ. Wow, sau một tuần không chơi thì chúng mình đã có thêm một con chuột mới này. Mình còn chưa chơi qua được cái màn gốc của cái này cơ. Cái này là sẽ giúp các bạn có được con glass card ấy. Và ngoài ra trong này là có một con mèo gì nhìn đô ấy nhỉ. Con này như kiểu là mèo bóng bầu dục không nhỉ. Ruby Long Strong cả Black này. Và miễn nhiễm 16 này, hay nhỉ. Đó thì đó sẽ là một cái mới. Ủa on sale rồi ạ. Cái này các bạn có thể mua này. Nhưng mà các bạn sẽ mua thì nó sẽ khá tốn tiền đấy. Palantinum Ticket này có nghĩa là một cái thẻ mà chắc chắn các bạn quay ra Uber luôn. Không cần phải bàn cãi gì hết, chắc chắn sẽ quay Uber. Nhưng mà quay là con nào thì không biết nhá. Chính ra hôm nay mình không biết mình làm cái gì đâu. Thực ra là mình lâu không làm video cho các bạn rồi. Không biết các bạn có nhớ mình không. Thực ra với cả mình cũng có rất nhiều các bình luận của các bạn nhưng mà mình chưa kịp trả lời luôn ấy. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm nha. Mình hứa là video này mình sẽ trả lời nhiều nhất có thể. Mấy con level 100 đấy giờ này đây vừa các bạn ấy vừa nhắn xong hay rồi ạ. Ôi vậy là còn 7 ngày nữa là chúng mình sẽ kết thúc cái này nhỉ, cái event này nhỉ. Mà trong này bây giờ đang không biết có gì đây. A deeper dream này, cái deeply dreaming này là mình đã qua từ lâu lắm rồi này, mình còn qua tận 3 lần cơ. Còn cái trong này thì là A Deeper Dream này thì hôm nọ mình đã qua được cái này rồi. Mình cũng chỉ cho các bạn rồi, không biết các bạn có nhớ không. Qua cái này dễ cực. Mình có thể qua lại cho các bạn xem luôn. Đây chính là cái đội hình này, cái lúc đấy của mình này. Thì đơn giản cực. Hôm nay mình không biết là mình chơi cái gì. Mình nghĩ là mình sẽ đánh Story of Legend, quay lại những màn ngày xưa. Tại vì mình vẫn đang kẹt ở phần cá heo ấy. Với cả bây giờ là cuối tuần này. Ô sao hôm nay không có màn Growing nào nhỉ. Hôm nay không có màn Growing nào rồi. Chắc là hôm nay mình sẽ chơi lại mấy màn Story of Legend. Hôm nay không biết có Cut of the Cosmo không nhỉ. Hôm nay không biết là có sự kiện gì. Không có rồi, buồn quá. Hôm nay không biết, đúng rồi. Có Ranking Dojo mà mình chưa chơi này. Với cả hôm qua là có sự kiện Element Pixie có Guarantee đúng không. Mình nhớ thế tại vì mình làm lịch mà. Cho là Arena of Honors này. Không biết là mình sẽ được bao nhiêu này. Chưa thử nhưng mà chơi cái này sẽ rẻ thôi. Các bạn chỉ mất có 30 energy xong rồi các bạn có thể chơi bao nhiêu cũng được. Thì đối với cái này thì đội hình của mình khuyên các bạn là nên dùng đội hình như này đi là ok. Ngoài ra thì mình cũng muốn dùng thêm một con. Trong này có mấy con dùng rất là tốt nhá. Ví dụ như có mấy con dùng trong này cực kỳ tốt luôn. Ví dụ như Eva này với cả Mami, nhưng mà chắc là mình cũng dùng như này thôi. Xem là nó như nào nhá. Tại vì mấy con này khá là rẻ. Và ngoài ra mình ramen đã cân được ván này rồi. Để xem mà. Wow, warning này. Sợ đấy. Và cái này cũng có 2 phút này. Zombie. Lần đầu tiên thấy luôn. À với cả chắc hẳn là các bạn cũng đang biết là trời nó đang rất là nóng. Nóng một cách kinh khủng luôn. Dùng. Uầy. Hay này. Ui hay vậy. Ui sợ Yukimura. Yukimura đang bị đang tăng được sức mạnh rồi. Chết rồi.
Chắc là mình sẽ thả ramen một lúc xong rồi hỏi lại Yukimura nữa. Yukimura luôn là một sự lựa chọn hợp lý, dùng bất cứ lúc nào. Wow, con gấu ấy mạnh đấy. Ramen cân tất. Ramen cân tất. Con gấu này mạnh thế nhỉ. Đấy, có EV unit không ai à? Xong rồi. Dễ rồi. Không biết được bao nhiêu phần trăm nhỉ. Wow. Đánh EV unit không ai chỉ làm EV unit không ai khỏe hơn thôi. Eo đùa, ghét thế nhỉ. Eo, ván này đánh tệ thực sự. Lại. Ô, thế mà cũng được 21% này. Thế thì mục tiêu của mình phải được hôm nay mình sẽ chơi đến khoảng độ tầm, nếu mà mình giỏi thì mình có thể chơi được đến 18-15%, chắc thế. Mình có thể chơi được đến tầm 18-15%, 15-18% gì đấy. Có lẽ thực ra con này cũng ngon đấy, nhưng mà mình sẽ hướng sự lựa chọn xa hơn. Sau này mình sẽ chơi thêm một con nữa là con nên chơi con này không nhỉ? À đúng rồi, con này rồi ạ. Mình cho Walk and Pierce vào NT. Thử nhá, mình chưa thử trò này bao giờ. Lần trước mình thử rồi nhá, mình bị sốc quá tại vì nó ra nhiều tường quá. Nó ra nhiều con quá. Lại thử nhá, ok, xem nó như nào. Ok, vừa vào thì mình sẽ gọi hai con ramen khác. Là cần được hết mà. Ba đi. Sau mình sẽ tích tiền để gọi Work and Pierce. Úi xùi. Đấy, mấy con này thì bình thường thôi. Đây rồi, Warren and Pierce, đây rồi. Thế mình sẽ gọi luôn cả Eva Unit 02 ra. Ok kìa, hỏi chấm. Ôi chết rồi, mình nghịch ngu rồi, ra nhiều con quá. Trong này có bao nhiêu con đây? Ồ, ra cả con sói kia luôn ạ. Có vẻ là không ổn rồi. Vậy là được 9.400 ạ, quá ít. Chắc là phải gọi EV Unit 02 ra trước. Xong rồi gọi Warring Pier ra sau. Để xem mà hôm nay mình sẽ chơi cái này được bao nhiêu phần trăm nhá. Cho các bạn xem mình chơi cái gì. Ở trên này mình đang có một combo Research này. Một combo Research. Một combo Defense. À nhầm, hai combo Research, một combo Defense. À, ngạt mũi quá. Cái thời tiết này rất là dễ bị ốm. Ở tất cả các miền thì bây giờ trời đang cực kỳ nóng. Cực kỳ nóng luôn. Úi xời. Úi xời. Mấy con zombie luôn là kẻ thù đáng sợ. Eva Unit 02 là một con rất là mạnh. Đủ tiền gọi Rock and Pierce rồi mà. Sao Eva Unit không lại chết rồi? Xong rồi, xem sao mà đánh được mấy con này. Ôi, còn 16 giây, không qua rồi. Ván này lại được 47% rồi. Không được rồi. Chắc là lại. Hôm nay chắc là một ngày cuối tuần nóng nực.
Mình ở miền Bắc mà mình còn thấy nóng, không biết các bạn ở miền Nam thấy như nào. Ui, chắc là mình không chịu đâu. Mình kiểu người không ưa lạnh được ấy. À không ưa nóng. Người mình ghét nóng lắm. Eo ghét nóng thực sự luôn ấy. Trong này có con nào ngon nhở? Trong này có con Pistachio Duck với cả hai con này là hai con rất là ngon đấy chứ. Mình nghĩ là mình sẽ cho Ice Wall CC này vào đi. Ice Wall CC. Thực ra ván này có zombie nó khó chịu ấy chứ. Ván này mà không có zombie thì dễ. Valiant Poseidon này, range không biết có vượt được không. Cứ cho vào chứ không chơi đâu. Bỏ Eva, bỏ con ấy ra này. Chắc là mọi chuyện sẽ ổn, haha. Cái con Ice War kia mình sẽ để dành nhá. Mình sẽ để dành để cho lúc khác. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi được Eva Unicorn 2 này. Trong này khi mà giết được một con thì nó lại không cho các bạn tí tiền nào. Đấy là điều đáng ghét. Ok, bây giờ mình sẽ tích tiền. Úi giời. Thề ghét mấy con này vãi. Wow. Ice War arrange được con kia. Hình như không arrange được. Arrange được à? Ôi vãi. Ôi vãi, bây giờ mới biết con này xịn. Ôi. Bây giờ mới biết con này arrange được ạ. À? Phải trưởng. What arrange được cả con kia kìa. Ấy. Wow, xịn vãi rồi ơi. Ê, 46 ạ, rồi ạ. Lẽ phải ép nhanh hơn. Ui, cái con Ice War đỉnh vãi rồi ạ. Con Ice War đỉnh quá. Có khi mình gọi là ra đầu tiên xong rồi gọi Eva Unique không hay ra sau thì mình sẽ được một điểm score cao hơn. Ừ, hợp lý. Vậy thì mình sẽ cho Ice War ra đi. Ice War rẻ hơn và là khá là xịn. Cứ như kiểu có con Saber ở trong đấy, nhưng mà Saber chắc chắn là đỉnh con này rồi. Ngay từ đầu mình đã biết con này là một con rất là xịn rồi. Wow, chết luôn ạ. Ui. Vãi trưởng. Nhưng mà không arrange được cái mặt rồi. Ui. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Thấy gì không? Nhơn. Bồ lao với tôi. Giết nó đi. Uầy, chết luôn này. Vãi trưởng. Ice War cố lên, Ice War cố lên. Không biết gọi đúng tên không? Ice War đúng không? À. Sao có một con nữa, còn 17 giây. Giết được không? 5 giây, 4 giây, 3 giây. Eo vẫn không qua được này. Nhưng mà mình được score mới là 50 này. Uầy, không qua được con này nhờ. Không qua được con này nhờ. Từ mình xem có con nào ổn hơn không. Ván này không cần gọi Eva Unique 02 mà cũng qua được đến như này là hơi bị kinh rồi ấy. Mình nghĩ là Poseidon khá là ổn. Trong này mình nên có thêm mình nghĩ là đoạn cuối thì mình sẽ tích để gọi Bahamut ra. Ừ. Thay Bahamut cho
con này. Và ngoài ra mình cũng sẽ sử dụng cái trụ này nữa. Hợp lý luôn. Ừ, đấy. Để xem mình có qua được rank 21% không nhá. Không biết có xuống được 20% không nhỉ? Mình vừa gáy là 15% là cái gì? Phía trên này toàn những con đất. Mình ice war thằng cái này rồi. Một cô bé dễ thương. À, Ice Wall giết hết luôn á. Ui. Nhanh vãi ạ, thề. Wow. Ui, vãi trưởng. Ui, nghe phê vãi. Thề. Đây rồi. Mình còn tận 40 mấy giây. Mình còn tận 4 mấy giây. Vẫn có thể gọi thêm một Ice Wall nữa. Ơ chưa, lẽ phải gọi 3 mút. Cái tầm này phải gọi 3 mút rồi. 19 giây nữa. Vẫn không thắng được ạ. Từ đầu xem ba lô thì con này chết này. Xem ba lô thì con này chết. Ủa con này trâu lắm ấy. Ui. Ui thế còn lâu con này mới chết các bạn ạ. Thế còn lâu con này mới chết rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phải đánh mặt trụ nó xong rồi. Đấy bây giờ nó mới chết này. Chứng tỏ mình vẫn còn đang yếu. Chứng tỏ mình vẫn còn đang yếu. Ơ top 20 lúc nào vậy? Chứng tỏ mình vẫn còn đang yếu. Thế thì mình sẽ sử dụng một con khác. Đó là Aphrodite Mega. À không, con này mới có level 19 rồi ơi. Con này đam to nhỉ. Thực ra Ice Wall là một con đam rất là to ấy. Nhưng mà mình cần đam to nữa. Bahamut là sự lựa chọn hợp lý. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ con này ra này. Này ra này. Như này là được ấy. Hoặc là mình có thể cho Yukimura vào nhỉ. Hoặc là mình có thể cho Yukimura vào này. Được. Được, được, được. Trong trường hợp mà không đủ tiền để gọi Bahamut thì mình sẽ gọi Yukimura ra. Ván này mình sẽ không dùng speed up nữa đi. Xem là nó có gì hot. Có gì khó. Đây rồi, Ice Wall đây rồi. Ok, bây giờ sẽ tiết kiệm tiền một tí. Tiết kiệm tiền một tí. Mình có thể giết hết đống này nghe mà. Nổ trụ. Ice Wall xịn vậy. Nhanh nào. Nhanh nào các bạn trẻ.
mình còn rất là nhiều công việc quan trọng. Slow. Uầy. Còn 1 phút 50 giây nữa. Ván này lỗi quá. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Ván này sai rồi, ván này lỗi nặng rồi. Ôi kệ, không chơi này nó mệt quá. Chả sao mình ngồi chơi này mãi ạ. Mình sẽ xử lý lại phần cá heo thôi mà. Phần cá heo khó vãi, không sao không qua được phần cá heo ạ. Không sao không qua được cá heo nhá, cay vãi. Không sao không qua được cá heo ạ, cay nữa chứ. Thầy, không qua được cá heo. Couple calls. No return fighting. Trong này ghét nhất là mấy con đằng sau. Xong rồi ghét nhất mấy con đằng sau. À, mình vừa nhận ra mình có thể cho Ice Wall vào đây. Ừ, hợp lý. Thế thì trong ván này mình sẽ... Lần trước mình dùng đội hình gì nhỉ? Phải có một con Super Ray ở đây. Ván này chơi full ramen, gọi mỗi ramen ra được không nhỉ? À mà thế thì con này nó hút chết rồi ạ. Nhưng mà thế thì con... thử chơi này xem được không này. Lần trước mình nhớ mình chơi đội hình khác không phải đội hình này. Nhưng không biết có qua được cái này không. Ở đấy lại nhầm rồi. Cái này là phải cho cái này đi. Eo ghét nhất là cái con ở đằng sau chứ. Không làm gì con ở đằng sau chứ. Bọn mình sẽ cố giết hết sạch đồng cá heo. Bọn cá heo không biết có bao nhiêu máu nhỉ? Chắc phải đổ tầm 400.000 máu ấy. Thế mới ghét. Ván này lần trước mình thử nhiệm máu. Chỉ cần một con Sephira card và hai ramen card là có thể giết được hai con Oz này. Hai con Oz chó này. Không sao nó lại cầm viên sỏi nhỉ? Xong rồi nó còn ôm thêm cả một cái miếng sò kia chứ. Mà cái lúc mà nó đập nhá, nó giơ tay lên mà cái miếng sò nó không bị rơi. Thế mới giỏi. Ush. Ush. Chết ngay mà. Uầy, mấy con này mạnh thế. Đập vào cả ramen khác mình. À, chết ngay. Kệ thế thôi. Chuẩn bị ra thêm 3 con Oz nữa. Con này mình tính toán hết rồi. Chơi chuẩn mà. Chuẩn bị ra thêm 3 con Ox rồi, đấy thấy không. Bây giờ mình sẽ kệ cho con này chết này. À, các bạn hãy đợi mình, hôm nay mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi nha. Hôm qua mình thi không tốt lắm, khá là buồn. Nếu là trường hợp mình thi trượt thì mình sẽ phải thi lại. Thi lại thì các bạn là thi lại, mình không có tinh thần hơn là thi thật ấy. Kiểu sợ trượt hơn ấy. Mà kiểu bài, nói chung là bài mình thi khó. Mình có thể nó khó khó nào ấy. Ổn rồi đấy. Ổn. Bây cho hai con Ox sẽ đập chết hết chỗ này là xong. Đó. Xong rồi mình sẽ đợi full tiền. Rồi mình bắt đầu gọi Ice Wall ra. Ván này Ice Wall có 3.750 tiền thôi cho là không sao. Thực ra ván này mà có Saber thì cực kỳ dễ luôn. Có một điểm trừ trong ván này là Ice War chạy khá là nhanh.
Nhưng mà việc Ice War đánh Savage Blow sẽ làm kẻ địch sẽ bị sốc, sẽ bị giật mình. Mình cũng không nhớ chắc là dam của Ice War là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là khi mà nó đánh Savage Blow tức là dam nó rất là to. Tức là dam nó rất là to. Úi giời. Wow. Ice War đã hồi được một nửa rồi kìa. Mong mà ván này mình qua. Càng ngày nó sẽ ra càng nhiều cá heo hơn. Nhiệm vụ mình là phải giết hết bọn này trước khi mà nó stack lại quá nhiều. Ui, Ice War chết rồi. Nãy giờ chịu đống sát thương rồi. Nhưng mà mình sẽ sớm có Ice War tiếp theo thôi. Đấy, lại có thêm một con cá heo rồi, hai con nữa này. Dã man. Đây rồi, Ice War ra tiếp này. Ui. Nhơn. Uầy, Ice War chết luôn ạ. Nhìn là mình nhờ sự trợ giúp của mấy con trên này rồi. Thốn vãi ạ. Nó không giết được mấy con này luôn. Eo khó thế. Khó thế. Eo đùa vẫn không qua được ván này ạ. Boss 99%. Đánh lúc nào nhỉ? À. Ôi giời ơi. Có nên từ từ, mình vẫn nghĩ một phương án điên rồ, đó là mình vẫn nghĩ một cách điên rồ, đó là cheese ván này, nhưng không biết có cheese được không. Để mình sẽ thử nhá. Đầu tiên mình sẽ dùng những con rất là trâu, nhưng mà kể cả trâu trong ván thì cũng không được, tại vì nếu mà đây nhá, giả sử mình cho Cardinal Cradle vào này thì không được. Ván này mình sẽ dùng những con rất là trâu như kiểu Guardian này này, xong mình sẽ dùng Ultimate Galaxy Cosmo để giết, đè nó luôn, đè thẳng luôn. Từ đầu game thì Ryman Cat với cả Seafear sẽ lo được này. Thế thì chỗ trên này mình sẽ bỏ combo defense ra đi. Bỏ combo defense ra xong mình sẽ cho con mình cho con Zamboni vào. Zamboni là mèo grey. Của mình là tận level 40 rồi ấy. Mình nâng hơi bị, mình dành hơi bị nhiều tài nguyên cho con này ấy. À, sẽ cho thêm con này vào nữa. Thực ra cho con Metal Macho này vào khá là dở. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ thử nhá. Sau đó mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Có thể là ngày mai mình sẽ ra video tiếp nếu mà mình biết là mình sẽ quay về cái gì. Hoặc là các bạn có thể muốn mình chơi cái gì chẳng hạn. Rồi ạ. Trời ơi. Level 8 luôn rồi này. Bây giờ mình sẽ đợi full tiền nhá. Cosmo và cả mấy con này. Mình phải ép nó ngay từ đầu luôn. À mà đã thế thì phải dùng cái trụ slow nhỉ. Mình sẽ để cho tiền nó mọc. Cho con này đi chậm trước này.
Icewater ID khá là nhanh nha, không phải lo. Tiếp theo mình sẽ gọi Cosmo rồi. Không biết có đây là không nhỉ. Mình sẽ thử chơi con này. Wow, giờ mình, nếu mà mình giết được cái con, nếu mà mình giết được cái con, trời ơi, không đủ gọi con, không đủ gọi, chưa đủ gọi Cosmo rồi. Cái này đầu tư luôn cả. Cái này đầu tư luôn cả Rich Cat rồi nhá. Cố lên. Dùng. Ây, rồi làm gì đây? Cố lên, cố lên. Tanh đi, tanh đi. Wow. Ôi, Gamarion chết rồi. Con rùa chết rồi. Ôi, rùa ơi. Hai xoa lại ra này. À, chết luôn ạ. Ui, con Zamuni vừa ra chết luôn này. Đấy trưởng. Zamuni vừa ra chết luôn ạ. Cố lên nào. Rùa sắp ra rồi, cố lên. Lát vãi rồi ạ. Đây rồi, rùa đây rồi, rùa đây rồi, rùa đây rồi. Cố lên, trụ đi ramen ơi. Ây giời ơi, rùa. Uầy, mấy con này húc đau ấy nhở. Không cheese được rồi. Mình phải làm lại từ đầu. Yêu lại từ đầu rồi. Ôi, sao ván này được bao nhiêu nhỉ? Ván này chắc chắn là mình sẽ đánh được vào con kia. 97%. Còn continue không nhỉ? Continue, chắc được có làm được gì không. Continue. Có nên hy sinh 30 cắt phút không các bạn nhỉ? Hay là thôi nhỉ? Các ván này khó ấy, nhưng mà chắc chắn là tương lai mình sẽ gặp nhiều ván khó hơn. Cho nên là... Ủa sao vẫn kẹt đây? Ghét vãi rồi ơi, vẫn kẹt ở đây ạ. À, chắc là video cũng hết. Ủa, hết dung lượng sử rồi. Mình kill một con Grey Sprout kinh cái gì này. Kinh không? Kinh nha rồi ơi. Ok, chắc là video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhớ. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Có XP mình có biết rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhớ. Ngày mai mình sẽ làm video tiếp hoặc là ngày kia, hoặc là khi nào mà mình sẽ làm video tiếp. Ok, bye bye. Yay.